Xin chào mọi người, tiếp theo là trận 2, trận giao hữu giữa trường phổ thông TSE và đội trung tâm thực hành thử nghiệm và khoa nông lâm. Đây là hai đội rất là mạnh, nên là mong rất mong mọi người theo dõi nhá. Về cơ bản đây là hai đội mạnh nhất trường. Đội trung tâm thực hành thực nghiệm thì đã có chủ công là em Nhạc, em Thúy và em Huyền. Nhưng về cơ bản đội TSE trường phổ thông Tuyên Quang thì rất là đều. Đây là hai đội mạnh nhất trường và lại trên cùng bảng, cho nên là sẽ có sự khi mà có vòng chung kết thì sẽ có sự so lệch, bởi vì là trên đường đi của hai đội sẽ phải giữ lại một chặng nào đó. Rất là hy vọng rằng là đội mạnh vẫn giữ sức vô địch như năm trước. Nhạc đó. Đấy, Huyền đấy. Đấy là nick Facebook Khánh Linh. Đấy, 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 phó giám đốc trung tâm đang chỉ đạo, bà bầu đang chỉ đạo đội tuyển chỗ bên trung tâm thực hành thực nghiệm. Đó, đó, rồi. Trung tâm thực hành thực nghiệm và khoa nông lâm. Còn đây là Lê Văn Linh. Yên tâm là chị vừa quay, chị còn vừa bình luận luôn. Đó, 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 đấy. Bà bầu của trung tâm hành thực nghiệm. À, kết luận gì không biết, nhưng đây là hai đội mạnh. Đây là hai đội rất mạnh của trường, cho nên là tiếc là không phải là khác bảng để là đi đến chung kết để cùng gặp nhau. Nhưng mà sẽ có sự xê dịch về vị trí thi đấu. À, đứng xa xa kia, người nhỏ bé kia là bà bầu Vi Thị Nguyệt. Đây là huấn luyện viên Vi Thị Nguyệt. Ai gặp thì trường mặt nó ra. Không, nó bảo là chị ơi, chị em mình không đụng nhau, bảo mày trường mặt chị ra. Khang ơi, Khang ơi, mang cái ghế cho em ngồi. Huấn luyện viên đang quay chương trình. Ghế người ta. Huấn luyện viên đứng đấy, cho nó chắc chân. Bên này đi. Bên này đi. Thế đây à? Thằng nào? Thằng nào quay cho nó đẹp nhá, yên tâm là tí nữa chủ tịch à, quay nhầm. Đi chủ tịch. Mẹ. Kiểu gì kết hợp liên hoan nhá. Bên nào phát bóng nào. Hôm nay ơi, cầu lên. Còn vào. Cảm như mỗi mình đấy. Hãy sờ nhau một cái. Hãy sờ đấy. À, đội TSE phát bóng. Đấy, Thu Hoàn. Đấy, cô Liên tuy rằng cứng tuổi nhưng mà đánh rất là ngầu luôn. Đánh như này để mà không có giải à? Hai đội ngang cơ ngang sức, cho nên chỉ họ chỉ truyền bóng thôi, họ chưa, họ đang lừa lừa nhau, họ chưa kết được. Đấy.
rồi mới là bắt đầu trận đấu bắt đầu. Đó, con nàng nhạc đấy. Triệu Nhạc. Đó, rồi ôi, gặp Triệu Nhạc thì thôi xong rồi. Bên trung tâm thực hành thực nghiệm gặp Triệu Nhạc và Vi Nguyệt thì thôi. Vi Nguyệt người bé nhất trường nhưng mà điểm cho đội trung tâm thực hành thực nghiệm và Khoa Nông Lâm. Mới bắt đầu thôi mà lo gì? Đây cầm một này. Tiếp tục điểm cho đội trung tâm thực hành thực nghiệm Khoa Nông Lâm. Mạnh mượn ngoài điện thoại. Nhìn như gì? Mất khẩu. Không tôi biết đâu. Các chị yêu mỗi con Mai thôi à? Con Mai ơi, gọi lên thôi. Các chị trang đâu chưa? Đúng rồi đấy. Đúng rồi á. Có rồi, có rồi đấy. Sợ quá, họ đánh với cả mình có đánh đâu cơ chứ. Khó đấy, khó đấy. Camera đâu con? Đây. Nhà mẹ nhiều dưới, bên trái. Bên trái. Cuối cùng bên trái. Bỏ đi. Đây. Băng hồ lên. Đây. Dưới, đây. Thank you.
Hai bắt hô lên đi, đừng có để im như thế là lao vào nhau. Đúng rồi. Khó đấy, được đấy. Sau phần nội ý thì trận đấu tiếp tục. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây đây nhá. Đây bên cạnh sân bóng là hình ảnh bà bầu đang hô hào. Đấy hay hay. Đây là bà bầu. Chào cái đi bà bầu ơi. Bà bầu ơi, bà bầu ơi, chào cái đi bà bầu ơi, chào cái đi. Đấy. Coi như là mặc dù không vào sân nhưng mà vẫn được lên màn hình nhá. Ui. Chơi sang luôn à? Giữa ơi, cố lên coi. Ăn rồi. Bỏ đi không sao đâu. Chờ đội mạnh nhất của họ vào sân thì mình đánh. Bây giờ cứ thắng bình thường thôi. Mày làm gì? Mấy con? Làm gì mấy con? Năm nay có. Mày sao ảnh ra? Cho ảnh. Nhất mình đánh. Anh của mẹ. Ừ. Thì mẹ vừa sửa ảnh thôi. Thấy chị Trang đâu chưa? Đấy, đúng chỗ đấy. Trang ở đâu đấy nhờ thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cao lên. Mình phát bóng mình còn chưa biết bóng đi hướng nào. Làm sao mình đánh được. Hai. Cao lên. Đúng rồi. Cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, còn 8 quả nữa rồi, thắng rồi. Tám quả nữa thắng rồi. Anh không kịp gỡ bây giờ này. Đúng chỗ đấy. Cao lên, cao lên. Đúng chỗ đấy. Quả bóng ngon thì lại. Tí nữa trung tâm thực hành thực nghiệm trả tiền quay camera nhá. Đúng chỗ luôn. Cao lên. Tốt chị ơi. Bên này. Đang có người người yêu. Người yêu mười người đúng với mình lại là người thứ 11 bỏ mẹ. Mình nằm trong 10 người đấy. Cho đội mạnh nhất vào đi, không thì không kịp gỡ đâu. Đội mạnh lắm đấy. Nằm trong vòng 11. Cái gì đấy, câu gì vừa dính ở mồm đấy hả Toán? Xong rồi thì thôi. Ai bắt hôn lên này. Tốt. Ai đấy?
có được không? Ăn rồi, ăn rồi. Điểm cho trung tâm thực hành thí nghiệm. Xong rồi. Không phải banh thầy mày. Lại dành một ít phút cho hội ý. Mình sẽ quay trọng tài Lê Văn Ninh đang chỉ đạo chiến thuật với lại đội tuyển trường phổ thông Tuyên Quang và phòng thanh tra pháp chế. Chẳng biết thế nào mà tâm lý họ thoải mái vậy. Trận đấu này họ rất là tư tưởng thoải mái ghê không? Chắc là lại vô địch rồi. Còn phía bên đằng xa kia thì trung tâm thực hành thí nghiệm của Khoa Nông Lâm cũng đang trao đổi dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Vi Thị Nguyệt và cố vấn Phạm Thị Quyên. Đó. Đội Nông Lâm rất là cao to nhưng mà chủ sĩ lại là cô Vi Thị Nguyệt rất là nhỏ. Tiếp tục sau 30 giây hội ý thì hai đội lại trở lại sân để tiếp tục trận đấu thứ nhất. Mình còn 7 điểm nữa là mình thắng rồi. Có lên 7 điểm nữa thắng rồi. Tốt quá, đúng rồi. Đánh thế là thắng rồi. Đấy. Cầu thủ Nga già tuổi nhất sân nhưng mà đánh cũng rất là ngầu. Đúng rồi, ô lên. Làm lại. Cả lên. Tốt, tốt. Đấy, như thế là được. Trận đấu này đánh mãi mà chưa còn 6 quả nữa thôi nhé, còn 5 quả nữa thôi, cố lên. Cả cổ vũ không ai chứ không? Đúng thế, mỗi không ai từ nãy giờ đó. Ôi rồi, cố lên con lại hội ý.
Tôi bảo tôi tìm được một quán ha, 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 ha. Thế này nhá. To đẹp như kiểu ở Mỹ luôn. Ờ, tao ít nhất phải tầm 20 lần. Đầu con chân tay. Úi giời, Trang cũng ra giống với cô ra để diễn à? Ra đi sẵn cân quất. Tiếp nước. Là được 3 người rồi. Lại còn được bộ đồng gồng nữa chứ. Được. Nào? Không, cháu đồ bị. Ê, quen làm cái áo này là mua thêm hay là... Đưa lời gái thì yêu là quen. À, cùng gặp nhau rồi. Áo này là bao nhiêu? Cháu chẳng biết. Đô ngàn à? Thang, bao nhiêu rồi? 18. Bên kia 18, bên này 15. Ai bắt cái hồ lên, thoải mái lên. Tốt em ơi. Cô hô lên cô ơi. Thôi. Đấy, cái gì đó. Em ơi, sao nó ngọt thế nhở? Cô ơi, dẫn lên nó khổ. Bên sau bên đấy nhá. Bên sau bên đấy nhá, bây giờ thì lại đánh kéo. Đúng là bóng chuyền nhỉ, họ chỉ có chuyền nhưng họ chẳng có kết luôn bóng gì cả. Đấy. Phát bóng ra ngoài bên trung tâm giải hình nghiệm. Điểm cho trung tâm giải hình nghiệm. 19 à, 19, 15 à. Đấu này vì là trận đấu quá căng thẳng, hiệp đấu quá căng thẳng, cho nên mình sẽ làm từ hiệp một trung tâm thực hành hiệp văn lưu và đấu với đội trưởng phong vinh quang và phòng khỏi thanh tra và đảm bảo thanh tra kiểm thanh tra phòng thanh tra các số.